Hello, chào anh em. Lâu rồi chưa lên PC khủng nha. Hôm nay lên một bộ PC rất khủng luôn. Bây giờ thì nó là một cái bàn trống trơn. Bây giờ mình sẽ lấy từng linh kiện một cho anh em xem để anh em đỡ gọi là đỡ bị nhá hàng trước nhá, để xem là linh kiện hôm nay nó có cái gì. Đầu tiên là chip nha. Chip nha. Đấy. Core i7 13700K. Thực ra là bộ này mình sẽ kể sự tích nó như này, đó là khách đã mua một cây 80 triệu rồi. Nếu như mà anh em nhớ ấy, thì mình đã từng lên một cái video là một cây 3090 Ti Supreme. Đấy thì bộ đấy chính là cái bộ của khách này. Tuy nhiên thì khách mua thêm một bộ nữa để cho vợ dùng anh em ạ. Ơi, sợ chưa? Nên là khách chỉ giới hạn ngân sách ở khoảng 75 triệu thôi. Đấy, mua cho vợ dùng là chỉ giới hạn tầm 75 triệu thôi chứ không thể cao hơn được. Nên là dùng i9 thì nó hơi phí. Thế nên là khách có chọn luôn là con i7. Đấy, và con Core i7 13700K thì mình nghĩ là sẽ đủ thoải mái để cho khách lại gọi là lướt web và xem phim. Đấy, và thỉnh thoảng là bật mấy cái phần mềm bán hàng đấy, mình nghĩ là con này nó sẽ là ok. Đấy thì hôm nay là chơi con 13700K anh em nhá. Sức mạnh của con này thì nó cũng bình thường thôi, mà nó chỉ ngang con i9 12900K thôi, không có gì nổi bật lắm. Đấy. Tiếp đến là cái main. Main hôm nay là khách build theo tông là trắng. Thì mình có một cái main màu trắng. Anh em chờ tí là mình mang hàng ra nhá. Đây. Đấy, anh em thấy gì chưa? Z690-A. Đương nhiên là đây là một con main mà chạy thoải mái với cả con Core i7 13700K rồi. Và khi mà anh em dùng main này thì anh em đừng quên là up BIOS nhá. Tại sao lại không dùng Z790 trắng? Bởi vì là Z790 trắng chênh lên mấy triệu nhỉ? Chênh lên phải 3 triệu, hơn 3 triệu gì đấy. Nên là dùng Z690 trắng rất là ngon, không cần thiết phải là đến tầm Z790. Z790 bây giờ sóc phải tầm trên 11 triệu con màu trắng đấy, Z790 chữ A. Còn hiện tại mình thấy là Z690 chữ A màu trắng rất là đẹp rồi. Quá đẹp luôn đấy chứ không phải đẹp. Lấy ra cho anh em xem. Đấy. Đấy. Đẹp chưa anh em? Z690 chữ A trông nó uy tín hơn hẳn con B660 đúng không? Đấy, anh em có một cái phần giáp tản siêu dày ở đây, một cái miếng led. Đây, một cái miếng này là miếng mica và có led rất là dày luôn. Đó. Và con này thì cái phần giáp tản ở phần dưới này nhìn nó đầy đặn rất là nhiều chứ nó không bị trống trải như là con B660 chữ A. B660 chữ A hình như là anh em sẽ không có cái miếng này và không có cái phần này thì phải. Nó hơi trống. Đấy. Còn con Z690 thì trông nó đã đầy đặn rất là nhiều. Và đương nhiên là kéo thoải mái i7 i9 thôi. Đấy. Có cái nút này rất là hay này, cái nút để mở cái lẫy này này. Đấy. Mỗi lần giới thiệu là mình phải giới thiệu cái nút này. Một cái nút mà rất là thích. Nút này lấy cạc đồ họa rất sướng luôn. À đây là bản có Wi-Fi 6 nhé và có cả Bluetooth 5.0. Đấy. Tiếp đến là RAM đi. RAM hôm nay đẹp lắm anh em ạ. Mà mình nhắc đến RAM đẹp thì chắc chắn là anh em biết RAM gì rồi đúng không? Đây. 1 GB, 2 GB, đấy. Có 2 GB luôn. Và hôm nay là khách chơi 4 thanh Dominator luôn. RAM này thì đắt cực kỳ luôn. Một số anh em kiểu gì cũng comment là ai đời dùng cái RAM đắt thế này mà bớt chỉ có 3.200. Nhưng mà thực ra thì những cái người mà đã dùng RAM này thì người ta không quan trọng đến bớt nữa anh em ạ. Người ta chỉ dùng cơ bản thôi. Anh em nào mà thích bớt cao thì chơi RAM 5 nhá. Còn con này thì chắc là vẫn thoải mái để cho vợ của khách là lướt web xem phim rồi. Thoải mái 32 GB RAM và là 4 thanh Dominator. Đấy, để mình lấy ra cho anh em xem nhé. Lấy đại đại một bộ ra cho anh em xem. Ê, RAM mới này. RAM mới chính hãng anh em nhá. Anh em mua hàng của mình thì ngoại trừ CPU ra và cạc thì nếu mà cạc trâu ngoại trừ ra thì phần lớn là đều là hàng chính hãng hết. Tất cả đều là chính hãng hết đi chứ. Đây, còn nguyên tem ni lông này. Đấy, còn nguyên ni lông này. Tí này lột cái này ra là như mới luôn. Đấy. Này, tem sản phẩm chính hiệu của SPC này. Đấy. Thì lát nữa là chơi 4 thanh này thì nó cứ gọi là hết nước chấm luôn anh em ạ. Quá đẹp luôn. Để RAM sang một bên. Main chip RAM xong rồi nha. Tiếp đến là SSD. SSD hôm nay thì khách đã chờ đợi rất là lâu rồi, thực sự luôn là đây là một cái mã SSD mà mình lên kênh nhiều và khách cũng cực kỳ thích luôn. Đấy, và đây, đây là cái SSD ngày hôm nay, Kingston KC3000 1T. Mã này thì hiện tại mình thấy là anh em rất là chuộng luôn bởi vì là mức giá rẻ chỉ khoảng 2 triệu 990 nghìn.
Thứ hai đó là nó là hàng chính hãng, bảo hành 5 năm đấy. Và thứ ba đó là tốc độ của nó rất là cao. Tốc độ của con này đọc là 7.000, ghi là 6.000. Và cái TBW của nó hiện tại cũng nổi trội hơn so với cả Samsung. Con này TBW là 800, còn Samsung 980 Pro thì chỉ là bao nhiêu nhỉ? Chỉ là 600 thôi. Đấy, thì con này nó trội hơn khá là nhiều về thông số. Và mức giá chính hãng rất là rẻ, nên là khách rất là chuộng con này. Samsung 950 Pro chính hãng nhá, chắc chắn là phải trên 4 triệu anh em ạ, chứ không có mức giá là 2990 như con này đâu. Đấy. Tiếp đến là phần card đồ họa. Đây, card đồ họa. Các đồ họa. Đấy, anh em nhìn thấy gì chưa? 3090 Rockchick. Cái điểm tiếc duy nhất của mình hôm nay đó là tất cả màu trắng thì cái card nó lại là màu đen. Đây là một cái điểm mà mình khá là buồn. Mà bộ này thì mặc dù là mình đã giới thiệu một số mã card màu trắng rồi. Bộ này thì mình đã bảo là hay là bác mua con gì nhỉ? Con Vision cũ hoặc là mua một con gì đó, nhưng mà khách bảo là thôi thích Rockchick nên là cứ phải đâm theo Rockchick. Mà đâm theo Rockchick mà lại kiếm được Rockchick màu trắng thì gần như là không thể ở thời điểm hiện tại luôn. Anh em không thể nào tìm được một con 3090 trắng ở thời điểm hiện tại, trừ khi mà lặn lội tìm hàng cũ ở trên chợ. Nhưng mà khách lại không thích hàng cũ. Đấy, khách chỉ thích hàng mới thôi. Nên là rất là khó cho mình. Bây giờ tìm một con cạc mới mà màu trắng mà phân khúc cao như thế này rất khó luôn. À mà thực ra đây cũng không phải là khó lắm, bởi vì là mình có một mã cao cấp màu trắng, đó là con 4080 Ultra Wide. Nhưng mà khách lại bảo là thôi, giới hạn ngân sách có 75 triệu thôi, nếu mà build con Ultra Wide thì các thứ khác lại phải giảm bớt, nên là lại thôi, lại không build con Ultra Wide nữa mà chơi con 3090 Rockchick này. Đây, đây là một con cạc mới toanh. Đấy, xơi. Anh em nhìn thấy ni lông chưa? Tem chính hãng của Hải Anh nhá. Ni lông chưa? Xơi. Này. Xơi. Cạc mới toanh. Ui dồi, đẹp vãi trưởng luôn anh em ạ. Và 3090 thì nó kích thước. Và 3090 thì mình thấy kích thước của nó khá là tương đồng với con 3070 Ti. Đấy, vẫn là ba cái đầu cấp nguồn này, 8 pin này này. Đấy, một lát nữa là lắp lên cho anh em xem nhá. Con này thì quá phê rồi. Chỉ hơi tiếc là nó là màu đen thôi. Đấy, anh em chờ một chút. À, nguồn đi. Con nguồn rất là hot thời điểm hiện tại. À, Corsair HX850. Mình nói thật nhá, tầm này anh em mua con này chứ mua con Gold làm gì. RM850 thì cũng trên 3 triệu. Mà con HX850 Platinum thì nó cũng trên 3 triệu. Con này chỉ có 3 triệu rưỡi thôi, anh em mua Gold làm gì, đúng không? Đấy, thì con này thì quá ngon luôn. Full module các thứ. Con này như là, à con này mình mở hộp rồi, nên làm thôi mình không mở hộp nữa nhé. Con này hôm trước mình mở hộp rồi. Thôi. Đấy, anh em nhìn luôn cái hình minh họa là anh em thấy rồi. À, hôm nọ thì một số anh em comment hỏi là tại sao cái con HX850 của em nó lại khác con của anh. Đấy, đây này, anh em nhìn thấy cái mặt này chưa? Cái mặt lưới này chưa? Đấy, thì đây là thiết kế mặt lưới từ năm 2021. Thì con xe đã đổi sang cái mặt này. Còn lại cái thế hệ trước của nó ấy, thì vẫn là cái mặt hình vòng tròn đấy, chứ không phải là cái mặt mới như thế này. Nên đây là cái model mới anh em nhé. Cái lô sau thì nó sẽ thiết kế lại khác một chút thôi. Còn lại thì cái chất lượng của nó vẫn rất là ok, vẫn là Platinum các thứ. Và bảo hành 10 năm thoải mái. Con xe thì anh em dùng theo kiểu là máy hỏng nhưng mà nguồn chưa hỏng luôn. Quá ngon luôn. Hôm nay thì về phần tản nhiệt. Đây. Chắc chắn là phải chơi con tản xịn sò này rồi. Và đây là con Kraken Z73. Chắc chắn là rất nhiều anh em thích cái màn hình này. Và rất nhiều anh em phải bỏ máu vì cái màn hình này. Rất là xịn sò và đắt tiền luôn. Con này vẫn tầm 8 triệu anh em nhé. Rất đắt. Và màu trắng ấy nhá, không phải màu đen đâu. Nó hình minh họa nó là màu đen thôi. Chứ còn con này nó là màu trắng. Đấy, ngoài này. À, xem nào. Phụ kiện nhá, hôm nay là còn có phụ kiện nữa nhá. Phụ kiện là có thêm một cái fan phía sau. Kích thước là 140. Đây là con AR2140. Mình thì thích fan AR hơn là con F140. Và đây là màu trắng anh em nhé. Đấy, phiên bản màu trắng. Và chắc chắn là anh em cũng đoán được cái vỏ hôm nay là vỏ gì đúng không? Chơi tản NZXT, fan NZXT thì chắc chắn là vỏ phải là NZXT rồi. Và con vỏ hôm nay nó là con H7 Elite. Nó vẫn giống hệt với cái vỏ đợt trước của khách dùng luôn. Nên là khách muốn là có hai cái bộ giống nhau, để cho khách dùng một bộ, vợ dùng một bộ cho nó chất lượng. Đấy, anh em thấy khách với vợ chất lượng chưa? Quá đẳng cấp luôn.
chắc là rất nhiều anh em thích được vợ như thế này đúng không? Được vợ mua cho PC thì còn gì bằng nữa. Và phụ kiện tiếp theo đó là dây li an li. Đấy, không thể thiếu cái bộ dây huyền thoại này. Và hôm nay là mình có cả một cặp dây luôn. Bộ trước của khách là dùng 3090 Ti nên là không thể dùng cái dây nối dài cho cạc đồ họa được. Tuy nhiên ấy, cái con 3090 này thì lại dùng được dây nối dài cho cạc đồ họa, nên là mình sẽ dùng một dây 24 pin và một dây 3x8. Chắc chắn là bộ này lên LED sẽ cực kỳ nổi bật và đẹp luôn. Còn một cái phụ kiện cuối cùng nữa, cái này thì nó chỉ là phụ kiện nhỏ thôi. Nó là một cái hub USB thì chắc chắn là anh em phải có cái này rồi. Bởi vì là cái vỏ, cái hub của cái vỏ ấy, nó dùng một cổng USB. Cái dây li an li nó dùng một cổng USB và cái tản nhiệt nước nó dùng một cổng USB, nên là cái main của anh em không thể cung cấp đủ cái cổng USB được. Nên là chắc chắn là phải có một cái hub chia USB như thế này. Đấy thì anh em mới là lắp được để cho nó lên hết LED và có thể điều khiển được hết trên phần mềm. Đấy. Như vậy là mình đã điểm danh hết linh kiện ngày hôm nay. Ui giời, nói giới thiệu cái bộ này mỏi hết cả mồm. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là lắp đặt và sẽ show cho anh em xem thành quả sau khi lắp xong nó sẽ như thế nào. Chiến thôi anh em. Và đây là bộ PC sau khi đã lắp xong. Đấy, hôm nay là mình xét thử cái LED màu tím, cái màu tím rất là đặc trưng của NZXT. Đấy, để xem là cái màu tím nhìn nó như thế nào. Anh em không biết là thấy bộ này như nào nhỉ? Còn mình thì thấy nó khá là ổn. Cái điểm tiếc duy nhất của mình đó là chắc là anh em cũng nhìn thấy luôn. Đây, cái cạc đồ họa phí quá anh em ạ. Đây, anh em nhìn nhé. 3090 Rockchick. Tiếc nhỉ? Chắc chắn là anh em ai cũng biết đó là cái điểm tiếc duy nhất đó là cái cạc không phải là màu trắng. Đấy, nếu như mà kiếm được một con 3090 Rock mà màu trắng thì nó còn đẳng cấp hơn nữa. Tuy nhiên thì mình nhận thấy nhá, cái con 3090 màu trắng ấy bán trên thị trường ấy giá nó có khi nó còn ngang ngửa một con 4080 cơ. Nên là anh em nào mà phải thực sự chơi thì mới mua được con đấy, chứ không thì thả mua 4080 cho nó nhanh. Chứ còn chơi 3090 Rock trắng đắt lắm anh em ạ. Đấy. Còn lại thì tổng quan cả bộ PC thì mình sẽ quay lại cho anh em xem. Đấy, vẫn là một cái kết H7 Elite. Nói về con H7 Elite này thì nó đang khan hàng kinh khủng luôn. Cái mã vỏ này là mình phải ship từ Sài Gòn ra đây đấy anh em ạ, chứ không phải là mua sẵn được ở Hà Nội đâu. Ở Hà Nội gần như là không có một đại lý nào còn luôn. Và phải chờ ship khá là lâu, mất vài ngày thì mới đủ đồ để lắp cho khách. Đợt này thì NZXT khan hàng thực sự luôn. Rất rất khó để tìm hàng. Những cái mã như là H7 Elite này hoặc là H5 Elite thì rất là ít hàng. Nên là anh em mà muốn chơi PC trước Tết thì tranh thủ build sớm những cái mã vỏ NZXT đang hot đợt này, chứ không là không có để build đâu. Còn tổng quan về cái thiết kế thì đây, mặt trước vẫn là ba cái fan truyền thống của NZXT. Nhưng mà đây là ba fan mới rồi. Con này là con F140 anh em nhé. F140. Nhưng mà anh em có thấy là nó bị thành từng cục không? Đấy. Rõ ràng nhá là cái fan thế hệ mới nhưng mà LED nó lại thành từng cục. Đây này. Nhìn rất rõ là cái chấm sáng ở bên trong cái fan này này. Cái này là mình không ưng lắm này. Chính vì sao là mình thích cái fan AR cũ hơn. Đây anh em nhìn nhá. Fan sau là fan AR này. Đấy. Gần như là anh em không bị nhìn thấy một cái đốm sáng nào cả. Nó rất là đều luôn. Chỉ nhìn thấy ở một chút ở góc góc thôi. Còn lại thì đây. Ba cái fan trên cũng là fan AR, anh em thấy là nó rất là đều luôn, LED rất đều và đẹp. Chỉ có điều là cái độ sáng nó hơi thấp hơn một chút so với cái fan trước này thôi. Chứ còn mình thấy là fan AR nó vẫn đẹp anh em ạ. Còn cái block nước vẫn là cái đặc trưng của NZXT rồi. Đấy, một cái màn hình rất là đẹp của NZXT. Và khách thì rất là thích cái màn hình mặc định nên là mình đã set cái màn hình mặc định cho khách. Hiện tại thì đang hiển thị nhiệt độ của cả CPU này và cả GPU. Thì CPU là 32 độ, GPU là 31 độ, khá là tương đồng. Đây là một cái ngưỡng nhiệt độ không tải cũng mát đây em nhỉ. Với 13700K và 3090 thì nhiệt độ không tải này rất là mát. Còn đương nhiên là khi mà vào game hoặc là vào ứng dụng thì nó sẽ nóng lên rất là nhiều rồi. Thì cái này là bình thường thôi. Với cả bộ này mình nghĩ chắc nó chả nóng mấy đâu vì là khách dùng để lướt web ấy mà. Còn lại thì Z690 vẫn rất là đẹp. Đây, cái này thì quay cận anh em thấy luôn là cái phần giáp. Mình quay cận cho anh em xem nhé. Đấy, cái phần giáp của con Z690-A này rất là đẹp luôn. Nguyên một cái miếng LED mica ở đây. Nó rất là dày, đẹp và có chữ logo Rockchick. Đấy, cái này thì có thể chuyển màu RGB được và chuyển màu trên phần mềm Armoury Crate được. Còn lại thì cái RAM, 4 thanh RAM Dominator thì cực kỳ đẹp rồi. Tuy nhiên thì rõ ràng là ban đầu mình set là 4 cái thằng này là màu tím. Chả hiểu sao bật lên nó thành xanh đỏ tím vàng kiểu này.
và cái phần mềm IQ nó khá là dở hơi, mình không thích IQ lắm. Nếu như mà ước gì mà 4 thanh RAM này nó ăn một phát luôn với cả cái phần mềm Armoury Crate của ASUS thì tuyệt vời biết bao. Rất mong là có xe đồng bộ luôn với ASUS cho nó nhanh, chứ còn cài nọ cài kia mệt người lắm. Hôm nay thì có thêm điểm nhấn ở cái cặp dây nữa. Đây, anh em nhìn là cặp dây Li-An-Li này. Đấy. Dây mình set led màu tím luôn. Dây này để led RGB đẹp phết anh em ạ. Nhưng mà hôm nay thì để tím cho nó cùng tông. Đây. Đấy, dây 24 pin này. Và đây là dây 8 pin. Thì đây là một cái phiên bản mới. Anh em nhìn là cái bên trong này này. Đấy, những cái sợi bên trong nó rất là đều luôn, cực kỳ đều luôn. Bản V2 anh em nhé, bản V2 nó mới đều như thế này. Và đây, cái nẹp đầu này mình đã thay bằng màu trắng rồi. Đấy, trông nó đẹp hơn rất là nhiều. Cái này chỉnh chỉnh đi chút cho nó hài hòa một chút là ok. Đấy. Còn lại thì đây là một bộ PC mà gọi là cũng khá là ổn anh em nhỉ. Trong tầm 75 triệu thì anh em con bộ PC rất là đẹp. Bộ này thì bày ở góc làm việc thì đương nhiên là cảm hứng làm việc sẽ rất là ok rồi. Ok, bộ hôm nay thì chắc dừng đến đây thôi nhỉ. Mình phải đóng hàng và gửi hàng cho khách đây. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn thêm cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.